mình đã xong một chiếc thủ lợn nấu phong cách gọi là lung tung. Bạn mới ra đây được mọi người ạ. Giới thiệu với mọi người đây là gì nhỉ? Đại ca Tuấn Long. Chuyên cho bốc bán họ và giết bò đi cả. Anh em ăn thịt bò gọi đấy. À, bạn mình thì vừa ở bên Juventus mới lại ở nước ngoài. Nước ngoài về nên là hôm nay phải tiếp đãi nó nhiệt tình. Vừa đi du học về được còn vài tháng. Vừa đi du học vài tháng ở bên nước ngoài về. Thế ở Juventus rồi nó. Ở nước ngoài. À. Đấy nha, bây giờ sẽ thử cái này xem là nó đã như chưa nhá mọi người nhá. Wow, khá là ok đấy. Sấn được mà. Sấn được này. Ui. Ấy, chưa. Ui, chạy dọc luôn. Em thích ăn cái má nó lắm. Thôi được, bây giờ ai ăn cái gì thì tự chảo vào đấy nhá. Chén đi. Ăn gì vậy bạn nhỉ? Cho tôi làm cái tay đấy. Đây, chỉ đơn giản. Ui, quánh một cái này là no anh nhỉ. Ui, ui. Nói chung là tự xử. Rồi, sao đây? Kéo này, cắt phát là xong. Em cầm rún nó ra là được. Em phải nhấm cái mũ của nó đã. Mấy mũ tử là thế, khá là ok rồi mọi người ạ. Ăn cái tay đi. Em muốn được cái tai đấy. Rồi sao? Ăn nó phải cả cụm rồi. Nào, mình sẽ thử miếng nhá. Mời tất cả mọi người nha. Mời tất cả mọi người nha. Ngon ngon. Chào. Ngon không? Ngon. Nào, thấy tay nghề thế nào? Ngon ngon. Ok không? Ngon nè. Nhìn nó là biết là nó thích mỡ rồi. Nhìn là biết là thích mỡ rồi đó. Đào tay. Mời bạn nhá. Wow, quả này mình phải chơi kiểu này nó mới ngon được này. Ăn chỗ nào ngon nhất này? Cái ăn cắn nước chủ mẹ rồi đấy. Không ngấy không? Không ngấy đấy nhỉ? Không ngấy à? Được không? Được. Ở bên được bạn. Cháu ăn cũng được, anh cũng được. Không được đâu. Không được đâu. Chỉ là khó ấy. Tính nhỉ, thằng mà ai là người ấy? vừa mua ngoài cửa hàng 101 à? 101 ra đường chặt tay đấy. Sao? Nói lắm, anh làm gì bụng tay làm sao đấy? Để đấy, bây giờ phải... Nói đây ông làm gì sao à? Chúng là cái món này á thì... Cho em thì sâu. Nó sẽ... nó hơi... gì nhỉ? Chưa đủ thời gian một chút. Nếu mà đủ thời gian ấy, thì sẽ ngon làm ngon hơn, mềm hơn và đẹp ngon hơn. Ngon món này hơi ngon lắm. Món này ăn cơm các kiểu đúng không? Ngon, đúng các bạn. Mày quay làm xỉu đãi không? Chào mấy khi các bạn về nên là hôm nay thì tao phải đi tận xuống chợ đầu mối để mua cái đầu này về đấy. Đấy, chính ăn xong ngon thì trả tiền đấy. Trả. Chính ăn nợ cũ. À, anh em nợ 5.000 tiền bia. Trời. Năm ngoái. Năm ngoái, em vẫn nhớ. Năm ngoái, nào. Bây giờ nhá, thử phát này. Ăn Món nó. Ăn đúng kiểu phong cách ở trên Tây Bắc. Ui dạ. Ui dạ. Ấy, cho em cái mâm dưới. Bọc quá. Thôi được. Anh cần chịu cái mâm này. Cấu từ từ này. Đây này. Lấy tay mà này. Cấu. Không, lấy tay mà cấu. Bọc quá. Rồi sao đây em sấn một phát thì ăn cả sấn cơ. Ăn mà. Đấy, ăn theo kiểu ở trên Tây Bắc mọi người ạ. Đầu lợn là má lợn. Còn đây là đầu tây má lợn. Đây là cái má mồm nó nhé. Ba đệ không bảo ngon à? Em không. Ui là quá. Chỉ ngon cho trên này, không ăn thì cũng bia làm gì. Không uống bia thì đau bụng á. Tuyệt vời. Ngon lắm, chỗ này là có thịt thì ăn thịt à. Những lúc mà thưởng thức những cái món gọi là cả con với lại cả củ. Đấy, nó rất là ngon đấy mọi người nhé. Nó ngon hơn là tách từng cái này ra để luộc với kia tại vì nó ngọt hơn nhiều. Ngon đấy. Có cái gì mày không ngon không? Nước này là thịt kho ấy. Thằng này thì chả cái gì nó cũng bảo không ngon. Cái gì nó cũng... Đã thế bây giờ bao cân rồi?
85 phần. Wow, bằng quá. 5 tháng tăng 30 cân thịt nè. 5 tháng tăng 30 cân thịt, có 30 cân thôi mà. Đây là chín hết rồi nhá, không phải sống đâu nha mọi người nhá. Nếu mà sống là không bao giờ mạnh được ra như thế này. Không đâu, nó như rồi đấy. Tại vì cái nước của nó sẽ như thế này đấy. Nó hầm như rồi gì. Mà màu nó đỏ này là do nó bị om ấy. Mà để mà làm vào này. Làm phải tăng 10 cân. 5 tháng tăng 30 cân. Có cái gì chỉ phát anh em ấy. À, có cần giảm cân không? Xuống đây làm bao cát bao đệm đấm vài hôm giảm cân ngay. Ui. Rồi, mời bạn miếng. Thôi làm cả đi. Ui. Cắt cơn. Ui sao? Dồ gái. Ui. Các bạn nha. 100%. Ui. Ui quả mán không? Ui bỏ. Em biết miếng này nhỉ. Anh ăn mà cũng đi mời. Ăn xong thì rau tay không rau tôm giấy. Mà để thấy bên Trung Quốc cứ ăn Nghe đây bạn à. Tôm phía gì ở đâu phía tôm. Không chấm được cái bọn ăn thủ của bạn này. Mình vừa uống được có khoảng tầm hơn khả năng mình đổ ra bát để chiến với nó chứ không chiến được. Ui còn nhiều đấy. Có ai ơi biết mẹ con bia rồi. Trộm. Thế còn đâu một bát. Đây. Uống đi nha, chả gì ngoài bia cả. Đó. Wow. Ngọt lắm, thịt mà nó ngọt lắm. Đây đây. À, cái thịt này là cái thịt gọi là thái dương. Rất là ngọt. Ui bằng quá. Thanh mã. Để hòn nó ra. Ấy. Ấy ngon này, ngọt. Mà đệ rất thích ăn kiểu kiểu tây tây như thế này nhá mọi người nhá. Nó thích kiểu hầm hầm ấy. Thế nên hôm nay mình mới làm cái món này tiện thể đãi bạn luôn. Ngon nhỉ nhỉ. Bây giờ nói thật lòng một câu, ok không? Ok. Đúng không? Ở đó mà thừa. Nói vậy bây giờ hỏi tao thật thần nhé. Mình chiến hết cái này không? Hết nửa cái. Nếu mà có độ hết một cái không? Không hết đâu. Không hết rồi. Hai cái đoạn này nó hơi khoai. Hai cái má này hơi khoai. Ngày xưa nó có năm mấy cân đến đợt mà đến đợt trước mà chụp ảnh cái gì? Năm 2 cân. Năm 2 cân. Đây này nhìn ma rách ma rách. Thế mà bây giờ 85 cân. Bây giờ những cân đi lại. Đây là hôm nào sẽ cho mọi người xem nó kể trần ra rồi bụng nhiều rồi. Còn hơn con này chắc chắn luôn. Con này là nếu mà tính theo cân hơi ấy, thì khả năng thì được độ tầm 70 cân rồi. Còn con này nó đuôi đuôi rồi. À. Con đuôi nó này anh ơi. Khỏe lắm. Vãi. Thế thì bạn ơi, con mới đấy. Càng lên nhưng mà càng lên. Anh em còn ngồi lâu dài giết nhau ghê đấy nhỉ. Thôi được, hôm nay có khách đến. Mình cũng cố gắng uống hết chục lon thì thôi. Anh chơi hết một lon này để uống chắc hết lon này rồi. À. Thôi đừng uống một phát hết nhỉ. Cả nó còn bia. Còn rất nhiều, tụ tê đấy. Anh mời hết bát thứ nhất này là anh lấy hết bát thứ hai đấy. Nhìn quả mỡ này thật ra là nó không ngấy mấy đâu nhá, nhưng mà đấy rất là mềm, chọc tay vào này đấy. Thật ra là nó không ngấy mấy đâu nhưng mà nhìn trông nó kiểu hơi sợ mắt mỡ màng tí ấy, như kiểu đầu lợn đen ở trên sapa làm miếng tay ấy. Đấy, làm lại cái xong rồi để tao làm cho mấy cái ăn lâu lâu tí, gặm miếng này gặm đấy. Đấy, gặm nhanh nhanh thôi. Tiếp. Từ từ á, nghẹn rồi. Ngồi đâu cái gì? Nó ăn giống như kiểu bắt giới ăn dưa hấu ấy mọi người ạ.
đấy. Đấy, không lấy cái tem đấy. Ừ. Không lấy mấy mà. Có quả mắt này. Bây giờ phải làm nào để lấy được quả ốc nó ra ấy. Chuyển hết lại được ốc này. Vâng, chuyển hết đi. Hết này. Hai em mình ăn lên nửa cái. Nhưng anh ăn được cái. Ừ, nó lạnh bố, không chống được. Ăn gì gọi là nếu mà ăn để ngon ấy, chứ còn ăn để chết thì ăn để chết thì không chống được. Rồi cái này đã hết rồi. Coi như là hết rồi, rồi cái này coi như là hết rồi. Ừ. Coi cứt đây thịt này. Toàn thịt là thịt thôi. À, siêu ngon. Này bạn nấu em mau điện nấu ai. Đi bạn này, tôi sắp hết lần thứ hai. Ở đây thì có mỗi mình nấu mang để gọi là múa khoảng. Bỏng hết. Lại hết thật à? Nghe vời vời đấy. Càng không hiểu rồi, không ổn được mọi người. Còn đây bạn bè gọi là mẹ bà đó. Ép nhau uống bia là mẹ bà hết. Không nên ép nhau mà. Anh em mình nghỉ hết chỗ này, còn chỗ kia thì chỉ chia đôi. Thằng nào không uống hết là chó. Nghe chúng mình vậy, tao sẽ làm chó lắm. Ngày nào mà không uống hết 10 lon bia, người là khó chịu. Chúng mình bia không mang là cái nào. Áo có cần lấy, lấy cúc không? Nghe đắm phê lắm. Bác lại lấy cái quận giấy. Quận giấy đây. Lau tay, lau kéo, lấy cúc quần cái. Hôm nay ăn thoải mái, ăn tiện, ăn ngấy thôi nhá. Uống say bét tôi là nhè thôi nhá. Hôm nay lên mặt chơi định mặc quần đùi ấy. Còn thấy không nhiều. Thế không mặc quần đùi. Nhưng mà hơi rét. Vẫn đưa ra à? Cũng đưa ra à? Được chứ. Chắc mấy. Cuộc đời trong gió bao la cả sợ, sợ gì ba cái gió rét mùa đông. Thì có lõi nhỉ. Bật cho cái quả này nóng quá. Cái áo ra. Gửi chân, không phải ngại. Khoe body tí, nó để có mút mắt không? Hả? Nhưng mà bảo quát chưa mút được. Cởi ra sợ các em nó thích sóng mũi quá. Cứ cởi ra, sợ gì nhỉ? Không phải ngại. Sóng mũi nghe hơi phè. Hơi đói, hơi đói. Wow. Ăn món này nó không mới mà. Không mới mà. Còn mới không? Không mình hầm lâu. Luộc trước là luộc gần chín rồi, xong rồi bắt đầu. Ui, nhưng mà vẫn mất mát được. À, bảo quá. Rồi mình tay lên thế nào nhỉ? Wow. Không lấy đâu, thật, cái mỡ của nó này. Nó kiểu như là mỡ đây này. À, kiểu như là mỡ sấn đấy nhá mọi người nhá đấy. Không có một tí nào gọi là ngấy cả. Này, anh nhìn cái cục mỡ này này. Cục đấy. Mỡ này nhìn nó như ngậy như thế này mà. Đấy. Nhìn á, nó như kiểu mỡ sấn này. Đấy thấy chưa? Không ngấy luôn nhá. Đó. Lại hết rồi. Hôm nay gặp đối thủ. Nó quá. Uống bia tôi cảm giác nó. Phải chơi ra bát mới chống được đó. Chơi ra bát mới chống được, còn không chống được. Này không uống hết 10 lon không chịu được. Một mùa hè, mùa đông thì không biết, mùa hè không biết nó sống kiểu gì. Chắc là nhà tiền điện nước tháng. Mùa hè chắc là mấy củ. Phòng anh đấy chưa có 2 gái. 24 trên 24. Có thể cho lon bia đi. Anh ngạt mồm miệng quá. Hết rồi ạ. Trời. Khả năng là clip này anh em mình chỉ phép kết thúc ở đây. Bây giờ mà để nó ngồi đây một chút. Kết thúc video thì đuổi nó về cả. Mồm bia là mấy anh này. Chào tất cả mọi người nhá. Đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhá. Và comment ở phía dưới nhá. Mai đem thằng này ra đầu. Chôn nó đi. Không thể để nó sống được. Nó không thể để nó mọc mầm lên được nữa. Rồi. Chào mọi người nhá. Bye bye.